Ok, hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với YVN TV. Ngày hôm nay mình có một tin khá là vui mà nói chung là từ hôm qua có một bạn gọi điện cho mình. Alo anh Duy ạ. Ừ anh đây, ai nhỉ? Em Phan Anh ạ. Bạn ấy hình như là bạn ấy có mua mấy con rắn với con chăn về chơi nhưng mà gia đình không đồng ý, thế là cãi nhau với gia đình, thế là bạn ấy tặng lại cho mình rắn, một con rắn và một con chăn. Thì bây giờ mình đang lên Hà Nội để đi lấy. Đấy, sáng hôm nay ăn dậy ăn sáng xong phát là lên đường đi luôn. Thì bây giờ đi đấy nhá. Ok anh em ơi, đây, chúng ta đã đến nhận được con rắn này. Đây là một con rắn này. Dưới này thì đã về, sẽ mở ra cho anh em xem. Bây giờ đưa nó về đã. Lucy Tesara Snake. Một con lại còn tặng cả cái hộp nuôi, nó cũng đẹp đẹp. Đấy, còn trong này là một con bôn chân bóng. Thì chúng ta sẽ mở ra xem. Hộp này cũng mới đó. Ôi giời ơi, thích quá, thích quá. Túi lót, lót gì ạ, gì đấy? Vỏ gỗ thông à? Vỏ gỗ thông với cả rêu à? Rắn thì cần gì lót cái này? Lót bùn dừa được rồi. À, tôi vừa mới nhận được một con rắn với một con chăn. Đều là hàng nó cũng gọi là có giá trị. Từ một bạn bác sĩ. Ui, mình không ngờ nó là bác sĩ luôn. 96, sinh năm 96. Bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh. Chụp chiếu các thứ. Không biết là sau mà ví dụ mình có con gì gãy chân gãy tay hay là gãy xương gì đấy, không biết là mang ra nhà nó chẩn đoán hình ảnh được không nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta về nhá. Mẹ nãy đi 46 cây về 46 cây, tổng cộng là 92 cây mẹ ơi, để lấy một con rắn, một con rắn. Vậy là tôi đã trở về sau một quãng đường di chuyển từ Hà Nội, có nghĩa là lên Hà Nội để đón mấy bé này về. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ xem kỹ xem là ở đây có những con gì. Đấy, mình đã mang thêm, mình đã mang ra cả một túi bùn dừa vụn này, mịn luôn, với cả một cái cục này để cho con rắn nó trốn. Thì đấy, trong này nó là một cái hộp rất là đẹp. Hộp này thì con rắn nuôi ở trong này thì thực ra tôi thấy nó không, trông cũng được, nhưng mà thế nào nhỉ, mình không thích lắm. Cái này mình hợp nuôi nhện hơn, thì mình sẽ cho một con nhện khác vào đây. Hàng chú. Vỏ dừa này. Rắn này chui mẹ xuống dưới rồi. Đây. Wow. Đây, rắn màu trắng bạch xà đây anh em ơi. Con này nó là Lucy Tesara Snake. Là một dòng rắn săn chuột của bên Texas, Mỹ. Và con này nó mắt nó lồi này, trông rất là ngáo ngơ luôn. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao mà Lucy tại sao lại mắt lại là mắt đỏ nhỉ? Hay là nó lại là một cái móp gì khác? Chứ bình thường Lucy nó là rắn màu trắng, mắt xanh hoặc là mắt đen. Chứ mắt đỏ này thì không phải Lucy. Trông đẹp phết nhỉ? Nó lên, có nghĩa là nó đang trắng này, xong rồi nó kiểu nó có albino ấy, thế là lên hồng hồng. Nó hơi hồng hồng, vàng vàng, chứ nó lại không hẳn là trắng. Trông con này cũng đẹp. Con này thì ăn Pinky thôi. Thì hôm nay tôi cũng là cái ngày mà tôi đặt Pinky về. Thì tí nữa sẽ cho nó ăn. Ôi, ổn phết đấy. Thế mình sẽ nuôi ở trong này nhỉ. Đây tôi còn đang thừa ra hai cái hộp này anh em ạ. Trông có vẻ ổn. Tôi thử đặt nó vào nào. Đấy, nó cũng vừa đấy. Tí nữa mình sẽ rửa lại cái chuồng này và để lót vào cho nó ổn định ở trong đấy. Rồi, ở đây còn một con khác nữa. Ôi, con này thì cực kỳ nổi tiếng rồi anh em ơi. Bone Python. Nó là một loại chăn nhưng mà nó rất là bé. Và khi nào mà sợ nó thường cuộn người giống như quả bóng này. Nó sẽ cuộn hết cả người lại như thế này. Con này thì thực ra tôi không rõ móc, thì tôi có hỏi cái bạn đấy. Bạn ấy bảo là cái tên móc con này nó hơi dài. Móc con này tên là Mozep Yellow Belly Dinker.
thì tôi không biết là cái đinh cơ là cái gì. Còn cái Mozip Zelobili thì tôi cũng nghe nhiều rồi. Đấy thì thực ra con này màu cũng khá là đẹp, trông ổn áp phết đấy. Này trốn này, nó hay cuộn người như này xong rồi nó trốn, nó rút cái đầu nó vào trong, nó kiểu nó xấu hổ ấy. Đây, thò đầu ra đây. Bọn bôn này thì trông nó khá là tếu bởi vì là mặt mũi trông cũng đáng yêu, mà kiểu như là cổ thì nó bé tí, còn cái bụng nó to đùng. Càng lớn thì càng rõ rệt cái đấy hơn là bé. Đây là một loại chăn bé và cực kỳ phù hợp dành cho những gia đình ở Việt Nam, bởi vì con này cái con móp như thế này này thì nó sẽ hơi đắt một tí, chứ còn móp bình thường normal của nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn triệu thôi, thì nó cũng không phải là đắt quá, mà kích thước mắc sai trưởng thành nó chỉ có mét, nó hơn một mét, mét mấy thôi, mét rưỡi thì đấy là căng rồi, có hình như con cá biệt lên đến mét 8 thì phải, tôi không nhớ rõ nữa, nhưng mà nói chung là vẫn là một loại chăn bé là có thể nuôi được ở trong nhà. Chứ còn anh em mà mua chăn đất thì anh em phải chú ý đến sau này nó cực kỳ to, nó lên khoảng tầm 4 mét thì nó khoảng tầm vài chục cân thì không có chỗ đẻ luôn. Em thấy chăn đất của tôi là tôi nuôi ở trong cái chuồng 2m x 1m, còn bọn này mắc sai thì chúng ta chỉ cần nuôi ở trong cái chuồng tầm 60 x 1m thì đấy là ok rồi, không cần phải là chuồng to quá. Đấy, đẹp phết nhỉ, trông đáng yêu, cute valor. Đây là những con nhỏ nhỏ thì tôi mới để đây thôi, còn những con to to thì tôi để ở sở thú của tôi rồi, còn những con nhỏ nhỏ thì linh tinh thì mình để ở studio để thỉnh thoảng cho những khách của mình hay là những bạn nhỏ đến đây chơi thì tương tác với nó. Thì con rắn ngô mình đang nuôi trong này thì mình còn thừa một cái chuồng như thế nữa. Đây là chuồng chuyên dụng để nuôi rắn, thì mình sẽ rửa lại xong rồi cho con rắn trắng vào đây. Còn cái con chăn thì mình sẽ cho vào trong này, bởi vì cái chuồng này này nó cũng khá là hay, nhưng mà nó có một cái nhược điểm, đó là đây nhá, ví dụ như là cái nắp ở giữa này thì nó không sao, nó đẩy ra như này, nếu mà bình thường cái nắp ở góc bên này này thì nó sẽ đẩy ra một phát là ra được luôn, nó sẽ chui ra được, rất là nguy hiểm. Nhưng mà chăn thì nó sẽ không đẩy, nó sẽ khó đẩy ra kiểu đấy hơn, và người nó to hơn cho nên nó khó lách ra hơn. Mình sẽ để nó nuôi chăn ở trong này được. Rắn ở trong này thì hơi nguy hiểm, nó sẽ có thể trốn ra mất, thì thực ra là mất thì cũng không phải là tiếc, chỉ sợ là nó bò sang nhà hàng xóm bị đập chết thôi, thì nó rất là tiếc, rất là tội. A few moments later. Ok anh em ơi, vậy là tôi đã dọn rửa xong này rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cho mùn vào. Đây là cái mùn vụn mà đã qua xử lý rồi, chung là nó rất là tơi. Thì ví dụ bọn rắn mà ăn vào chẳng may mà dính phải thì nó vẫn thoải mái, nó không bị tắc ruột. Và mình rải một lớp mỏng cho nó tơi thôi, chứ không cần phải lớp dày quá làm gì cả. Đấy, lớp mỏng để nó kiểu như là nó hút phân phủng các thứ của bọn rắn ấy, để cho nó đỡ bẩn. Rồi mình sẽ cho một cục gỗ lũa vào đây, không phải gỗ lũa mà là cục vỏ gỗ thông to. Đấy, và đây nhà con rắn đây rồi, vào đây em. Rồi, đẹp luôn không? Đẹp vẫy trưởng. Con cụ lồi, bắt lồi này. Đấy. Thì cái này chúng ta đóng nắp này là xong. Cái hộp này mình cũng quảng cáo khá là nhiều rồi, mặc dù là mình không bán hay là gì cả, nhưng mà hôm nay mình toàn được tặng cả. Đấy, có quai sách đi chơi này, có chỗ cửa này mở ra để cho thức ăn vào này, cửa này cũng cho thức ăn vào được luôn này, nắp bên trên cũng cho thức ăn vào được luôn này, nói chung là rất là tiện và cũng rất là chắc chắn, lỗ thông hơi cực kỳ thoáng luôn, mình thấy rất là phù hợp dành cho những con rắn bé, ai biết được. Toàn được cho hình như là 300 mấy ở shop bán ấy, nhưng mà mình toàn được cho đấy. Còn cái này thì mình cũng là được cái bạn của cái bạn làm ra cái này mà tặng, thì đang thừa nên là mình nuôi con chăn ở đây. Cái này thì mở này trông nó hơi vất vả tí thôi. Đấy, con chăn này nó sẽ vào đây. Con chăn bé tí nhìn đụt nhỉ, nhìn buồn cười vãi trưởng luôn đấy. Phùng phính. Đấy, ong đốt thì nó phải có cái cục này ở đây, lấy tạng của con kia cũng hợp đấy nhỉ, cũng vừa hơn đó. Thì thực ra là các bạn thấy chuồng này hơi thiếu đúng không, bởi vì là thiếu cây cối các thứ, nhưng mà nói thật là kiểu như là hôm mình vừa mới được thông báo là được tặng hôm qua ấy, hôm nay mình đi lấy luôn ấy, cho nên là mình chưa chuẩn bị thêm máng nước với cả cây cối cho nó, thì mình sẽ bổ sung sau. Mỗi chuồng này thêm một cái máng nước với cả một cái cây giả vào là đẹp. Ôi chuồng này để cao thế. Đây, giờ đây tôi sẽ cắm điện cho anh em xem. Đấy, đẹp tuyệt vời chưa? Ôi, đèn này có nhấp nháy như ma này.
bay luôn đấy. Đấy, còn cái hộp này mình sẽ để vào đây để cùng với cả con rắn ngô luôn. Rắn ngô đâu rồi? Đấy, hai cái này để cạnh nhau. Đẹp luôn. Chăn bóng chùa quả dừa gọi là chăn bóng dừa. Đó. Thì vừa xong tôi đã được tặng một con chăn bóng với một con chăn Lucy Tesat Rat Snake. Con này tên hơi dài, con này tên cũng dài nhưng mà tôi không nhớ tên. Con kia còn nhớ, con kia là Albino Lucy Tesat Rat Snake. Đấy, con này thì nó nhớ luôn. Tôi xem tổng giá trị của hai con này hình như là cũng phải hơn chục. Ông em bác sĩ giàu thật. Rồi thì cảm ơn ông em bác sĩ nhá. Và tôi cũng đã giữ con này được phải 2 tuần rồi. Tôi đã phải giữ nó 2 tuần, làm cái vlog này trong vòng 2 tuần thì mới đảm bảo để cho anh em xem được. Bởi vì là tôi phải cho nó ăn uống các thứ, xem là tính khí các thứ như nào. Thì bây giờ nó rất là ổn định rồi. Về đây nó đã ăn được 2 lần rồi. Con này nó vừa ăn được 2 con chuột sai nhỡ nhỏ. Đấy, nói chung là tất cả mọi thứ đều ok cả. Thì cảm ơn anh em đã xem hết clip này và hẹn gặp lại anh em trong clip sau nhá. Nhớ like, share, subscribe YouTube rồi nhá. Và có thắc mắc gì về hai con chăn với rắn này thì anh em cứ comment xuống bên dưới nhá. Thưa clip này tôi đăng chỉ để flex thôi, để khoe là tôi được tặng. Đấy, anh em không được tặng thì cứ ngồi đấy mà thèm. Ok.